Xin chào bác nhé. Nay đi tìm cho khách cặp ray nữa. Vào cái chỗ chuyên bán ray thì họ đóng cửa mất rồi. Ở chỗ này cũng có ray nhưng mà vào chỗ đồ điện này thì em quay một chút cho các bác xem. Rất nhiều van trừ khí. Toàn đồ khí nén thôi. Đồ điện. Cái này toàn motor thôi. Step nhiều. Rất nhiều step. Đây là step. Này step 28. Step mô tô. Vứt cả đống ấy, nhưng mà lúc nhập ra thì bán giá trên trời lắm, bán lẻ nhôm. Cái này nhôm này bán cân, nhôm ở đây nhất định bán cân. Đủ loại automat này, nguồn tổ ong này. 24V 8A, 24V 14A, 24V 6.5A. Hàng này thì ở nhà em có sẵn nhé, đẹp hơn cái này rất nhiều. 24V 6.3A. Nguồn 12V 25A. Nào thích đèn không? Đèn LED 24V nhé. Này không biết sống chết hay không nhưng mà nguyên một tấm như thế này bao tiền. Mình cứ hỏi xem bao tiền mua một tấm với một cái về dùng. Con này 1m2 để em đo. Điện này 1m1. 1m1 nhân 31. Nhất 24V. Không có công suất ở đây bao nhiêu A hả? Nhưng con này chắc tốn điện lắm.
Đây cũng có rây trượt nhiều ấy. Để tìm cho. Bác thích quen rồi. Chỉ mua một thanh thôi. Mua một thanh rây thôi, không mua cả cặp. Chỉ có những chỗ này thì họ mới bán lẻ thôi chứ. Những chỗ khác, chỗ kia chuyên thì họ chỉ họ bán cả cặp. Bác nào mua ray thì nếu ở xa thì liên hệ em lấy hộ, lấy tiền công, tiền xăng. Mất công đi thì em lấy mấy chục tiền công. Tiền công đi mua và tiền công về gói hàng cũng một công xuống đi mua hàng. Mười hơi khó nhẹ. Rất nhiều rai vít me nha các bác. Bác xem có mua ủng hộ gì không? Ừ, xem cái vừa gửi có được không? Đúng tròn 40 phần luôn đấy, nhưng mà cái bản ray của nó chỉ có tầm 1 cm thôi nha. Xem có được không. Ok,
to nhỏ nhiều vô kể nhé. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ấy nhé. Đủ loại luôn, motor lớn, motor bé. Chỗ này là đang ít rầy. Ít rầy, ít pit nè. Hôm sau chỗ kia mở cửa thì em quay lại cho các bác xem. Dây Taiwan. Chưa tìm thấy cái mình cần. Loại motor này về quay vịt được các bác nhỉ. Bác nào quay vịt làm con motor này về quay vịt nhá. Bánh xích nó đang còn. Cần motor quay vịt liên hệ em nhá. Con motor em đọc em xem thông số như thế nào. V này. 25W này, một pha này. Motor của giảm tốc của Hàn Quốc nhé. Góc kia rất nhiều của motor hút bụi. Em đi tìm con driver chứ, step mà không thấy đâu, chắc lại hết rồi. Trong này nó tối quá. Thôi em xuống. Chiếu sáng.
có step này. Bán đắt quá không ai mua được thì nó còn nằm ở đây nha các bác. Loại này chỉ đòi 100.000 ai mua. 100.000 một con. Loại step. Đắt quá nên mà nó nằm cả đống ở đây. Sau đi bán sắt vụn không. Em lấy con dây đi kia. Tiện đi quay ít video lên cho khách đến xem hàng luôn. Ông nào ở gần thì qua mà lấy. Đây quay video cho mấy ông ấy thích cái gì qua đây mà lấy luôn. Đó, phải... bên app này phải bên app quickly không đem đồng hồ không kiểm tra được nó có cách ly hay không. Cách ly luôn bên app quickly thì nó có thể chống giật được nhưng mà chạm vào 2 giây thì nó vẫn giật được các bạn. Con này làm tại giã. Con này bao nhiêu áp không biết. Không chuyên nên mà những cái này nên mà không biết nó bao nhiêu watt cả. Các bác chuyên thì các bác nhìn kích thước các bác đoán là được luôn. Vẫn hết tay rồi. Thôi chào các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ấy nha. Hôm sau qua cái chỗ nhiều rai hơn, nhiều đồ hơn thì em lại quay tiếp video bên cho các bác xem. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.